Tôi rồi. Ui ui anh em ơi, hàng hàng. Ui ui. Tôi rồi. Ui ui anh em ơi, hàng hàng. Ui ui. Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại Phong Thảo Vệ Sinh nhá. Trời ơi, hôm nay tôi đi đánh lục đầu cần anh em ạ. Vâng, bộ môn lục đầu cần, này đánh cây 10H. Mẫu này có hai loại anh em nhé, loại 8H, loại 10H đầu đinh. Cái này có hai ngọn, một ngọn đinh, một ngọn dù đấy. Anh em đánh lục thì đánh đinh ở đâu, đánh đài, đánh dù. Cây 10H rất là nhẹ và khỏe luôn đấy. Lâu rồi không đánh lục này, tìm lại ấy, cảm giác phê pha ấy. Này sông nó nhiều gió quá, thành ra là bây giờ mình đánh mình phải chơi lục. Lục mới để ăn hàng chứ. Nắng quá anh ạ, mới đầu giờ chiều nay em đi sớm đấy. Bình thường cá nó ăn cũng phải tầm 3 giờ mới ăn cơ. Mà thôi kệ, hôm nay nhà chán quá lại phải đi. Cuộc sống câu kéo là thế anh em ạ. Buồn buồn không nằm ngủ trưa không ngủ được. Một khi đã chuẩn bị đi câu bác, khi đã chuẩn bị đi câu thì đúng cái tầm ấy có buồn ngủ. Cứ trằn trọc. Không biết là nào. Trằn trọc thế là lại phải bắt đầu và đi thôi. Đối với thể loại sóng gió đấy thì anh em cứ đánh bằng cái phao 15 màu phao 20 thì anh em chơi nụ này ấy, thì đánh sóng gió không để ý. Các bác mua phao của em đều tặng cho thêm cái quả này về đánh nhá. Tưởng gì ấy, nếu mà anh em đánh lục thì sóng gió không để ý. Wow. Sóng nước mênh mông quá, mà quá nhìn thấy phao để cao kia mà gió thổi vẫn ok, không hề nghiêng phao luôn. Rồi, vào đây. Ấy giời, ui dòng này. Trình độ lém mồi nó đẳng cấp ấy. Chúng mày vào đây. Xả tí ổ cái vào ngay ấy mà. Sóng nước mình mỏng quá. Xả cái ổ lên để đánh bó mồi anh em nhé. Đã bắt này bắt mấy. Mấy con rupee còi thôi. Kiểu này mấy rufi còi thôi các bác ạ. Những cá bây giờ khoai lắm. Đấy, anh em có thể thấy là cái lụ phao này chống sóng, chống gió rất là tốt. Đánh rất là sướng. Các bác lấy phao cho em thì lúc nào em cũng tặng cho một hai nụ về để đánh lúc chống sóng gió. Bình thường thì đánh không có gió thì anh em đánh cánh thì nhìn nó đẹp. Nếu mà có gió to cứ đánh nó nụ này. Nói chung nụ nhìn rất là đẹp luôn đấy. Nước nắng nóng này chắc là phải tẩm tí mát mát cá màn các bạn. Tẩm này còn khoai lắm. Thank you.
chết rồi. Chở mãi không thấy con nào cắn nó mắc cái gì ở dưới anh em này. Thế này em chết tội rồi. May là em đang đánh bằng dù khả năng mắc bao bì vẫn kéo lên được. Đừng có mất lưỡi nhá, 100.000 cái đấy. Hết tiếng đồng hồ không có nào cắn, hóa ra là mắc. Anh em nhìn đây, đây là dù SPK hàng loại 1 khỏe lắm, cái loại vớ vẩn này, bao bì cái gì à. Anh em đừng kéo sốc nhé, đừng giật sốc, em cứ từ từ anh em đưa lên, ngả lên hết. Đấy mút mút anh em ạ. Đấy có nhìn kìa, nó đang mút ở đấy, đấy có nhìn chưa? Mãi con mút đang vỉa mồi kìa. Mãi phải có con vào chứ. Cứ tỉa mồi đi. Chờ mãi có con vào vỉa mồi không? Tôi đuổi. Ui ui anh em ơi, hang hang. Ui ui. Tôi đuổi. Ui anh em ơi, hàng hàng. Ui. Ui con gì trôi sao anh em ạ? Ui rô phi. Ui mẹ ơi rô phi. Ui. Mẹ ơi đâu con rô phi to thế này anh em ơi. Ui đóng mũi một đứa vào cái cạnh em ơi. Trời ơi. Ở đầu móc con rô phi to thế này. Ui anh em ơi, cái con này phải vật. Ui đâu con rô phi to đấy. Cái này con này phải. Con này hơn cân. Úi giời ơi, to đấy. Vật hơi ngắn. Vào đây. Một cái vật đải ngắn quá. Nào vậy? Úi giời ơi. Đạp. Ui chà mẹ ơi. Cái gì thế vậy? Úi giời ơi. Ui cha mẹ ơi, con rô phi to như. Ui nó to quá anh em ạ. Kinh thật đấy, nó rít rầy, anh em nghe có thấy sướng không? Ui anh em thấy đánh nó sướng không? Kinh thật, cần này nó rít phê thế. Dã man, con rô phi nó to thế rồi. Bình tĩnh. Anh em nhớ cầm bằng cái chì lưỡi, các bác không sợ cá đánh đâu. Cứ cầm chắc vào cái chì lưỡi này, nó đánh không bao giờ bỏ tay đâu. Các bác nhìn cũng bảo sợ ấy. Chính bác cầm một cá mới là nguy hiểm đấy. Cứ nghe em gỡ chưa bị bỏ tay đâu. Các bác cầm chính xác vào cái chì nữa, cầm thật chắc vào. Nó đánh không thể ra được. Ôi. Con này đúng là khiếp khủng. Khiếp khủng quá anh em ạ. Ui cha mẹ ơi. Ai à. Đầu con đồ phí to thế chứ. Ui cha mẹ ơi, con này nó không đôi cân thì em. Ôi chết. Ui dồi ôi, khiếp ơi anh em ơi. Con này không đôi cân thì em cứ bé này. Các bác nhìn này, con bụng nó gầy chứ. Cá này mới là cá ngon các bạn, chất lượng. Đấy, cá này cá chất lượng đây anh em ạ. Ôi, phải như con tê anh em ạ. Này, chụp nó kiểu ảnh các bác nhá. Kinh khiếp khủng quá anh em này. Cái bàn tay của em này các bác nhìn chưa. Bàn tay em bé tí luôn. Cũng bằng không bằng nó luôn. Phải kinh khủng luôn, sợ thật. Đồ con to thế. Phải qua anh em ơi. Phải kinh khủng luôn. Ai các bác nhìn nó to dã man luôn. Cái vành vượt 40 của em các bác nhìn này, nó dài hơn cả cái vành vượt 40. Đấy, á à, dạ, mày dễ có nghệ thuật. Con này thế mà tính à, con này dễ có nghệ thuật anh em ạ. Phê quá. Ôi, được con đồ phi phê to khi khổ anh em ạ. Dã man. Vào đây. Đó, tuyệt vời. Dã man quá anh em ạ. Đánh quảng. Quả bó mồi này hiệu quả đấy.
các bác mới tập chơi mà chưa đánh ổ thì đánh móng mồi cho em hiệu quả phết đấy. Và thấy nó đẻ nó lún lún quá, giật là chết. Con bà nó quả mồi đánh nó cũng chất lượng nữa. Phê. Mồi đánh chất lượng các bác ạ. Xuống cần nè. Tổ thật. Sống được mềm mồng quá nên là con hàng phê thật anh em ạ. Cảm giác như nó vít nó veo vào sướng, đồ phi to thật đấy. Đầu đá con đồ phi thân thánh, khiếp khủng. Này mà nó làm được đôi con như này thì đúng là đời này may mắn. Trùng đi câu một con này đã thấy may mắn này các bác ạ. Một con đã thấy may mắn như được đôi con này, tuyệt vời. Ui học đóng đó anh em ơi, thằng nào được. Wow wow wow. U sa. Bự. Wow wow. U sa cực đi. Sủa rồ anh em ơi. Wow rồ thì cụ. Trời ơi, anh em ơi, con thấy đóng bụng mà. Wow rồ thì cụ các bác ơi. Đóng thẳng bụng. Đầu ra một con này to thế. Trời ơi, nóng thẳng vào bụng luôn. Ủa ôi, con này nó đít phê thật. Đôi cân. Hàng đây chứ hàng đâu. Lên. Vợt hơi ngắn so quyết định. Lên luôn. Wow, wow, ôi, con đồ phi to chưa anh em ơi. Wow, xôi, ôi con này vơ vơ của các bác ạ. Chờ đóng thẳng bụng này. Các bác nhìn thấy lưỡi ngũ ngũ này. Ngũ 10. Ai chà. Này đánh con ngũ 10 các bác ạ. Này gỡ hơi cẩn thận các bác nhá. Dậy làm sao được. Các bác nhìn này. Đóng mục. Mục sâu chưa. Anh em mới cầm chắc cái chỉ nữa cho nó đánh thoải mái. Cái ngũ ngũ này là ngũ bóng rồng này là nó đóng màu nó có khật các bác ạ. Khó ra lắm. Ấy dạ. Rồi. Ok. Cho mà đánh thoải mái luôn. Anh em nhiều. Nhiều bác cứ bảo gỡ lưỡi phải gỡ kìm kia. Bác gỡ bằng kìm nó càng nguy hiểm đấy. Con này các bác có mấy cân. Con này không 2 cân em cứ bé. Các bác nhìn được. Con này không 2 cân thì hơi phí. Tuyệt vời. Wow wow 2 cân 2 cân. To luôn anh em ơi. Wow. Vào đây. Đẹp luôn. Nụ sướng nhìn nụ đà phao sướng thật các bạn ạ. Mắc cá gì ở đây rồi. Nụ sướng kinh khủng luôn. Anh em quả ngũ ấy. Coi như quả mũ móng rồng ấy nó đóng nó bảo cái khí ở đây các bạn này cá rất cực kỳ khó đao luôn. Anh em ở trong miền Nam hầu như không có loại lưỡi xịn đâu, chỉ miền Bắc người ta chuyên đánh đục ra mới có những cái đồ xịn này các bạn. Các bác trong miền Nam thích đặt lưỡi này suốt ấy. Hầu như miền Nam không có cái loại đạp. Miền Bắc người ta chuyên đánh đục mới có rồi. Bó mồi. Anh em đánh bó mồi cứ xả thêm hổ nhé. Còn thế thì đúng là cái cước hàng quá. Em phải kép hàng xịn đánh nó sướng hẳn. Cứ cá kéo cái là rít luôn. Anh em đánh lại cứ cá kéo là rít. Không cần biết. Cứ cá kéo là rít. Ra cần anh em ơi. Phê quá. Ấy trời.
Đây rồi. Đây rồi. Hàng rồi. Ừ, gỗ cụ. Đây rồi. Đây rồi. Hàng rồi. Ừ, gỗ cụ. Một phát lên luôn. Chạy làm sao được. Nhìn phát rất là. Hàng đẹp đấy. Con này nhỏ nhỏ hơn hai con kia anh em ạ. Một phát lên luôn. Vào 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 vào. Ok. Rồi, con này bé hơn hai kia anh em. Đô phi, đô phi. Ờ. Hơi gầy. Đóng nhảy cẫng người. À, này gỡ cực kỳ cẩn thận các bạn nhé. Gỡ nục anh em ạ, cẩn thận. Móc vào tay nó hỏng hình đấy. Anh em cầm chắc cái chỉ lưỡi này nhá. Đấy, bây giờ cho nó dễ vào mắt. Mày dậy này. Thế là ok. Phê pha anh em ạ. À, bàn tay luôn. Đã chưa? Bàn tay. Đôi bàn tay của em. Em thứ ba. Cuốn ổ nó phải thế. À, được ba con. Ba em thuộc phi. Rồi, hôm muộn là về anh em nhé. Đang nhường ổ lại cho mấy anh em ở lại câu. Đây, nhường ổ cho mấy anh em lại câu ăn này. Rồi về đây. Xem thành quả này được này. Ba chú toàn trúc phi to anh em ạ. Cái loại ấy phải 2 cân một con. Có mỗi một con là 1 cân thôi. Đâu có 2 kia phải đôi cân. Wow, wow. Đã màn lắm các bạn. Đây, wow. To kinh khủng luôn. To chưa các bạn? Cái này, con này phải 2 cân một con anh em nhé. Khiếp khủng nhờ, con này nó vít cần 10 hạt đánh, tuyệt vời. Đây, điểm cho vào thùng nó sống. À trời. Một chú. Loài. Con này, con này bự nhất này. Hai chú. Con mình ấy. Con này bé. Ba chú. To chứ nhỉ. Màn nhỉ. Con kia ngon.